chào thân ái đến tất cả quý vị khán giả đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay á. Và để mở đầu một bài hát tươi vui về mùa xuân dành tặng cho quý vị ca khúc mang tên Thì Thầm Mùa Xuân Remix, xin mời quý vị và bạn cùng lắng nghe và vẫy cùng với Thanh Nhi nhá. Quảng Ngãi ơi, vẫy đi. Mà trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương, yêu thương mà nồng nàn. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thầm. Làm gió nhẹ vuốt tóc em và làm gió nói cùng em. Nhiều lắm. Và một bài hát tiếp theo rồi, bài đó lâu rồi, con cũng biết bài đó hả? Giỏi mày. Xin lỗi chú hát nha. Thôi, yêu cầu của con chú hát luôn. Bài hát Giấc Mơ Không Còn Là Giấc Mơ thay theo lời cầu của con, một nhóm sáng tác của nhạc sĩ Phương Nguyên. Xin mời quý vị hãy cùng lắng đến với ca khúc này nha. Mời cả nhà ạ. Vỗ tay to con đi, đúng không ạ? Cảm ơn rất nhiều. Bài này thì cho như thế những cái tay của mình. Vừa tháng đến thật dài nhìn lòng anh khắc sâu. Đến chi giấc ngủ dài anh vẫn ngơ như là cơn mơ. Nhìn em giây phút đầu tiên cho lòng anh khát khao. Một nụ hôn anh. Ngày gặp nhau trên phố cũ, anh vẫn luôn được bao to em cho dù đời ta chưa đắng. Với nhau hay không anh đã biết sao. Tình anh chưa về.
Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và một bài hát tiếp theo sẽ là một liên khúc những bài hát mới của Thanh Duy. Tối qua thì Thanh Duy có năm nay thì Thanh Duy có nhận được khá là nhiều những thành tựu trong năm. Vừa rồi là ở lễ trao giải Làn Sóng Xanh thì Thanh Duy là một trong những ca sĩ nhận được cúp của ca sĩ cống hiến trong suốt 20 năm Làn Sóng Xanh. Và tối hôm qua thì Thanh Duy cũng có đề cử giải nam nghệ sĩ xuất sắc nhất trong buổi trao giải của V-Live. Và trong đêm đó thì Thanh Duy cũng, hôm qua thì Thanh Duy cũng đã hát một liên khúc những bài hát mới của mình, gồm ca khúc Tự Mình, Lỗi Ở Yêu Thương, Follow Your Dream và Trái Tim Nhân Mã. Bây giờ Thanh Duy sẽ được hát lại liên khúc này để dành tặng cho tất cả quý vị cho buổi tối ngày hôm nay ạ. Một tràng pháo tay to đúng không ạ? Quảng Ngãi ơi! Mọi người có thương gì ạ? Vỗ tay to đi ạ! Tôi sẽ làm được tất cả những gì.
Bây giờ sẽ là một bài hát mình đổi không khí xíu cho Duy hát Bolero quý vị nghe nha. Một bài hát rất là nổi tiếng được mang tên của nhạc sĩ Trúc Phương, ca khúc được mang tên Ai cho tôi tình yêu, ai cho Duy tình yêu. Ai cho Duy tình yêu hả? Nghe nghe bài này là biết ai cho Duy tình yêu liền. Quý vị thấy Duy hát Bolero hay thì quý vị vỗ tay cho Duy nha. Người đi vào tim Duy bằng đôi chân.